cho dù nó là Sài Gòn Heat hay là Cần Thơ Catfish đi chăng nữa. Chúng ta đã không được chứng kiến những quả ba điểm từ hiệp thiếu thứ hai rồi. Tình huống lên rổ tốt của Đậu Trung Kiên. Đó là một cú nhá truyền rất hay trước khi Đậu Trung Kiên đánh thẳng vào rổ. Thế Can đã đánh lừa được.